thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng đang đăng nàng hấn thu. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên. Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần VNATV 573. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi cũng không quên cảm ơn các vị thương gia đã thương yêu và bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi hết sức ngưỡng mộ ông bà chủ Thanh Hà đã sáng lập ra tiệm bánh xèo Thanh Hà với món bánh xèo ngon hết sức là ngon. Ngon tới mức độ báo Orange County của Mỹ đã phải chụp hình lên báo khen ngợi không ngớt lời. Bánh xèo mỏng, giòn và ngon tuyệt vời không những đang nổi tiếng tại vùng Phước Lộc Thọ mà còn đã từng nổi tiếng tại Melbourne, Úc Châu từ nhiều năm trước. Mời quý vị hãy tới để thưởng thức món bánh xèo độc đáo này, đồng thời còn nhiều món khác nữa, có cả món ăn chay. Thanh Hà chủ nhân kính mời xin gọi điện thoại 714-890-5709, địa chỉ 9060 Bosa Avenue, Westminster, California, 92683, gốc Bosa và Magnolia. AC Natural Earth có mặt 25 năm tại Hoa Kỳ, là công ty thuốc bắc và thảo dược sản xuất trên 200 loại, chuyên trị viêm khớp, dị ứng, viêm gan ABC, trí nội ngoại, các loại bướu độc, bồi bổ thận, mạch sinh lý cho cả nam và nữ, đã được Bộ Y tế Hoa Kỳ chuẩn thuận. Chúng tôi nhận làm gia công, bào chế riêng theo yêu cầu của các vị đông y. Quý vị tiệm nails, tóc, gift shop, các nhà thuốc bắc cần làm đại lý, điều kiện dễ dàng, thuê hồng cao. Xin liên lạc 1-800-798-4433, 1-800-798-4433. Nhà hàng Trưng Dương, nhà hàng Trưng Dương, quán lẩu tuyệt vời. Nhà hàng Trưng Dương, quán lẩu all you can eat, ăn thoải mái, ăn mệt nghỉ. Từ thứ hai tới thứ năm 13 đồng 95. Đặc biệt từ thứ hai tới thứ năm có 30% off cho từ 65 tuổi trở lên. Từ thứ sáu tới chủ nhật 16 đồng 95. Nhà hàng Trưng Dương, quán lẩu all you can eat, mở 7 ngày một tuần từ 5 giờ cho tới 11 giờ tối. Có tất cả khoảng 20 món khác nhau, rau cải, thịt và đồ biển. Tại 12342 Brookhurst Garden Grove, 92840. Số điện thoại 714-512-8088, 714-512-8088. Dạ, em xin mời bác sĩ tiếp tục. Dạ, cảm ơn chị. Còn câu hỏi gì nữa không nè? Dạ thôi, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Bây giờ Lưu Minh Sơn xin được vào cái chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay Lưu Minh Sơn xin nói về cái đề tài tiền kiếp. Rải rác đây đó, từ đó giờ Lưu Minh Sơn cũng có nói vài lần, nhưng mỗi một lần nói một khía cạnh khác nhau. Yeah. Bữa nay nói Lê Minh Sanh nói gì để tiền kiếp thì quý vị đừng có hiểu lầm rằng Lê Minh Sanh đang nói về đạo Phật. Yeah. Dĩ nhiên có một số người họ sẽ không tin vào tiền kiếp, nhưng mà trong cái ngành của Lê Minh Sanh học thì người ta không phải là tin hay không tin vào tiền kiếp, mà người ta rõ ràng biết có tiền kiếp. Yeah. Thí dụ như bây giờ hỏi quý vị chứ, quý vị có mấy cái bàn tay, quý vị đưa lên nói tôi có hai bàn tay, là quý vị tin rằng quý vị có hai bàn tay hay là quý vị biết rõ là quý vị có hai bàn tay? Biết rõ. Dạ, biết rõ. Dạ, chị nói đúng. Thì cái tiền kiếp mà các nhà bác học nghiên cứu ra đây, họ cũng biết rõ, như chúng ta biết rõ chúng ta có hai bàn tay. Vì họ biết rõ cho nên họ có thể trị bệnh được, họ có thể áp dụng cái phương pháp đưa người ta trở về tiền kiếp để trị bệnh được. Và cái ngành này, cái phương pháp này, lúc Lý Bình Sanh mới qua nước Mỹ này năm 1975, là lúc đó nó đã nổi tiếng rồi. Và tại vì chúng ta mới qua, lo sinh kế, anh văn không khá, cho nên ít hầu như không ai biết đúng ra là nó như vậy. Chứ có một vị bác sĩ người nữ, người Mỹ, bà là một trong những người rất là nổi tiếng. Cái list của bà mà để cho người ta ghi danh vô để mà được đi xem tiền kiếp, thưa quý vị, cả ngàn người. Dạ, muốn tới phiên mình coi có thể cũng phải 6 tháng hoặc 1 năm sau. Thành ra quý vị thấy rằng là cái ngành này họ đã được khám phá lâu rồi. Nếu tính từ năm 75 tới bây giờ là khoảng 41-42 năm. Dạ, 41 năm. Thì quý vị thấy trong 41 năm từ năm 75 mà Lương Sanh được biết cho tới bây giờ, thì cái sự tiến bộ của cái vấn đề khám phá tiền kiếp nó đã đi xa lắm rồi. Và nó đã có nhiều cái kết quả rất là thần kỳ. Và nó có chính vì những cái sự nghiên cứu đó
mà nó đã đẩy đưa cho người ta tới những cái phương pháp trị bệnh về tâm lý rất là thần kỳ, rất là hay. Dạ. Mà nghĩ cho cùng ra, đây là một cái vấn đề của khoa học, chứ không phải là một vấn đề của tôn giáo. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng Lưu Hình Sanh đang phổ biến hay là tìm cách cái là truyền đạo, nhất là truyền đạo Phật. Không phải. Dạ. Thì nó như vậy, khi người ta nghiên cứu về tiền kiếp, người mới thấy rõ, người ta mới biết được có một số bệnh của chúng ta ở đời này, ở kiếp này. Ngay trong cái UCLA, cái nhà thương của UCLA, họ có nguyên một cái list rất là dài của những người bị mắc những cái bệnh mà nó gọi là bệnh tưởng đó, thưa quý vị. Miễn nó gọi bệnh tưởng là bệnh do cái đầu mình nó tưởng tượng ra. Dạ. Là tại vì người ta không có thể tìm ra được một cái nguyên nhân nào để chứng minh rằng là người này physically, tức là tính theo, nếu nói theo cơ thể của cái thân người đó đã sanh ra bệnh. Cái thân đó rất là sạch sẽ, tốt, thử máu, tất cả mọi thứ đều tốt. Thành ra cái bệnh nó không phải do cái thân thể đó sanh ra, không phải do di trùng, không có một cái damage nào cả. Dạ. Nhưng mà người đó vẫn đau, vẫn bệnh, nhiều cái bệnh rất là lạ lùng. Thí dụ như có nhiều cái bệnh tới một cái, thí dụ như chỉ cần nghe tiếng gió là phát run sợ, hoặc là nghe tiếng gió là tự nhiên muốn ói. Có nhiều cái bệnh lên trên cao thì sợ miễn nó gọi là fear height, tức là sợ chiều cao, lên trên cao nhìn là choáng váng muốn nhủi xuống. Dạ. Thì tất cả những cái bệnh đó, còn nhiều cái bệnh còn ghê gớm hơn nữa, chẳng hạn như cái cơ thể của mình tự nhiên nó đau sau lưng, rồi kiến thử tất cả mọi thứ không thấy, nhưng mà lại cứ đau hoài, và có nhiều khi đau có giờ nữa, thưa quý vị. Dạ. Đúng cái giờ đó nó đau, hết giờ qua giờ nó hết. Nhiều loại bệnh rất là kỳ cục đó, thưa chị. Nhưng mà người ta không biết tại sao, cho nên người ta gọi nó là bệnh tưởng, do cái đầu mình tưởng tượng ra. Thì cho tới khi người ta khám phá ra tiền kiếp, cách đưa người ta trở về tiền kiếp, thì nhờ cái sự khám phá của tiền kiếp, do đó người ta mới bắt đầu áp dụng cái đó để trị những cái bệnh tưởng, và nó đã có kết quả. Và cái nguyên tắc của nó là chỗ này. Có nhiều cái bệnh, khi đưa cái bệnh nhân nó trở về tiền kiếp, thì họ mới thấy rõ được cái lý do tại sao mà họ, cái nguyên nhân nào mà họ bị cái bệnh đó. Và khi họ tỉnh lại, thì khi cái óc nó ý thức được là cái bệnh này là do nơi cái vấn đề đó, thì tự động nó quân bình và nó balance tất cả mọi thứ, thì tự nhiên cái người đó hết bệnh. Dạ. Nói thì nó quá ngắn, quá đơn giản, không biết quý vị có thể hiểu thấu hay không, nhưng mà quý vị Liêu sẽ có thể dẫn giải một cái thí dụ là có một cái người đó, người ta nói rằng cái ngực người ta ngay chỗ này cứ đau hoài, và có khi đau từng cơn, có khi đau rất là đau, đau điếng luôn, đau tới phải quằn quại. Nhưng mà người ta đi rỗi kiến, tưởng đau tim thì cái nào không có gì hết, thưa quý vị, tim rất khỏe, tốt đẹp, không có chỗ này, không có cái gì damage hết, không có bướu, không có gì cả. Dạ. Cho nên cái người đó đã nằm trong cái list của những người bệnh tưởng, cho tới khi mà gặp được cái gì bác sĩ mà về thôi miên này, là cái gì đó tên là hypnotherapist, tức là cái ngành giống hệt như Lưu Bình Sanh. Thì cái vị bác sĩ đó là người Mỹ, đã thôi miên cái ông này và đưa trở về tiền kiếp, thì mới biết rằng trong tiền kiếp đó ông này đã dẫn ông này được tới cái giai đoạn mà ông đó là một cái vị tướng của La Mã, đánh trong một cái trận thủy chiến, và ông là người tướng ở trên thủy, là một cái người tướng thủy quân, đã đem quân, ông là cấp chỉ huy, ông đem quân tràn lên bờ để đổ bộ, thì ở trong nó bắn tên ra, và ông đã bị một cái mũi tên ngay ngực. Trong cái lúc thôi miên thì cái cảnh nó đã diễn ra y như là tôi đang kể vậy, tức là chính cái người mà được thôi miên đó, họ đã thấy và họ đã từng lời họ nói lại. Họ nói lại trong lúc mà thôi miên, họ nói lại thì trong lúc họ diễn tả cái đoạn tàu họ tới như thế nào, họ diễn tả tới đổ bộ như thế này, họ diễn tả tới một mũi tên bắn vô ngực họ, thì khi họ diễn tả đó thì chính cái người nạn nhân nằm ở trên cái giường thôi miên đó, họ phải hét lên một tiếng rất là đau đớn, giống hệt như lúc họ đang bị mũi tên thật vậy. Tức là tất cả những cái cảnh đó đều đã diễn lại hết trong cái não bộ của họ, và cái cảm giác đau đớn đó nó đã xảy ra cho họ cũng y hệt như lúc đó vậy. Và cái người đó
đã chết hoàng hoại ở cái thời kỳ đó như thế nào, thì cái ngày hôm nay trên cái giường mà thôi miên đó họ vẫn quằn quại y như vậy, tương tự như vậy. Và sau đó thì họ giống như họ xỉu vậy. Thì khi cái người bác sĩ wake up cái người bệnh nhân đó, thì người bệnh nhân nó mới bàng hoàng, mới nhớ lại hết. Họ không có quên đâu thưa quý vị, họ nhớ được những gì họ thấy luôn nữa. Và thêm vào đó, lúc làm cái chuyện đó có cái máy thu băng, họ để cái đó là để làm gì? Là để làm những cái bằng chứng, chứng minh. Dạ. Để nghiên cứu luôn thưa quý vị. Và sau khi cái người đó tỉnh lại thì khoảng một tuần lễ sau, cái đau của cái ngực đó tự động từ từ nó phê đau. Mình có phê đau đây là nó tan biến lần là biến mất luôn, chỉ trong vòng vài ngày, chưa tới một tuần thưa quý vị. Và dứt khoát cái bệnh nó không bao giờ trở lại. Thì theo các cái nhà mà brain surgery, tức là những người mà giải phẫu về óc, thì người ta giải thích nó như vậy. Cái óc của chúng ta, ở trong cái não bộ của chúng ta, nó luôn luôn ghi nhận lại những cái cảm giác đau đớn và những cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở tiền kiếp. Những cái thứ đó không bao giờ nó được tan biến hết. Và nó mang theo trong cái não bộ của chúng ta hàng triệu triệu kiếp như vậy. Dạ. Cái lạ mà cũng là cái người ta nghiên cứu, người ta chưa nắm được bằng tay, bằng máy móc, đó là không biết cái hồn ở bên kia, cái bộ não đó nó bằng một cái loại gì. Nhưng họ biết rằng cái não bộ của bên kia mà chúng ta gọi là linh hồn, nó cũng có não bộ, nó cũng có information, nó cũng có giống như cái hard drive của cái computer vậy thưa quý vị. Dạ. Nó cũng vẫn giữ được những cái cảm giác, nó giữ được cảm giác, nó giữ được tin tức, tài liệu. Dạ, cũng giống như người sống thôi. Dạ, có thể nói như vậy. Cái hard drive của cái computer của quý vị, quý vị có thể lấy ra, bỏ qua cái computer khác, rồi mở lên thì cái hard drive nó cũng work y như vậy. Tức là cái information đó nó theo, cái tin tức, tài liệu đó nó theo cái hard drive, nó qua cái computer khác để nó thể hiện ra cho thấy. Thì cái óc của chúng ta cũng tương tự vậy. Cái xác này mất rồi thì cái hồn nó tách ra, thì nó tách ra với một cái bộ não y hệt như cái bộ não của chúng ta đang sống. Và nó tách ra và nó mang tất cả những tài liệu đó, nó đi đầu thai. Và do đó khi nó đầu thai trở lại thì những cái cảm giác đau đớn đó, nếu nó không có được cái bộ não quân bình kịp thời, và quân bình hoặc xóa đi kịp thời, thì khi nó đầu thai trở lại, cái cảm giác đó luôn luôn xảy ra một cách rất là, cũng giống như là một cái dĩa hát mà nó bị dập á. Dạ. Ví dụ như quý vị hát tới đó cái kịch kịch. Dạ. Cứ tới nó dập. Thì cái đau đớn đó của cái người đó, của các đời trước, khi mà họ mất đi nó không được xóa, thì khi đầu thai trở lại, thì nó cứ tới thời kỳ đó, đúng cái giờ phút đó nó cứ dập vậy, làm người đó cứ đau hoài. Cho tới khi người đó thấy được cái vấn đề thì tự động cái ốc nó sẽ bắt đầu nó quân bình trở lại. Dạ, xin phép bác sĩ tới giờ quảng cáo nữa. Xin quý vị vẫn giữ băng tần VNA TV 573. Chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Rèn chi quét quân thù đang cướp nước. Ta cháu con dân Việt hùng nơi Mê Linh ta trùng phùng, đồng lòng nguyện vẫy vùng.